tối ngày 2 tháng 7, tại km 50 cộng 600, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, xảy ra tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu và ô tô tải khiến một người thiệt mạng, một người bị thương nặng. 8 giờ 58 phút ngày 11 tháng 7, tại km 49 cộng 400, cũng trên cao tốc này, đã xảy ra vụ tai nạn giữa 3 ô tô khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đó là hai trong nhiều vụ tai nạn giao thông gần đây xảy ra trên các tuyến cao tốc theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm nay, trên các tuyến đường cao tốc do Cục Quản lý đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 52 người. Vì tai nạn giao thông trên cao tốc chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số các vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, nhưng thiệt hại trong những vụ tai nạn này là hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Làm như nào để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường cao tốc? Những thói quen xấu nào cần được loại bỏ khi tham gia giao thông, tất cả sẽ có trong, chỉnh lại một chút. Vâng thưa quý vị, những thói quen xấu khi tham gia giao thông đặc biệt là khi chúng ta di chuyển trên đường cao tốc là gì và có những cách nào để chúng ta điều chỉnh những thói quen xấu đó? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay anh Thành Lê là quản trị viên của diễn đàn ô tô phanh và vâng. anh sẽ có những góc nhìn cho chúng ta về câu hỏi này. Xin chào anh ạ. Vâng, xin chào vâng. chị. Với những hình ảnh vừa rồi trong clip mà chúng ta đã xem thì có thể thấy là với những tai nạn ở trên các tuyến đường cao tốc thì nó chỉ có 1% thôi, nhưng một khi mà đã có tai nạn thì cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có một cái điểm chung nào Giữa những cái vụ tai nạn ở trên cao tốc hả anh. Ờ, thực ra thì nói về điểm chung thì cũng cũng rất là khó. Thế nhưng ở khi mà đã xảy ra căn tai nạn ở trên cao tốc thì chúng ta thấy là hậu quả của nó thường thường là gần như 100% là nó nghiêm trọng hơn các vụ tai nạn khác bởi lý do là các xe đi trên cao tốc họ đang gần như hầu hết đi với tốc độ tối đa. Và cho nên một khi mà đã xảy ra sự cố va chạm thì sự cố va chạm đấy nó sẽ mang lại hậu quả rất là lớn luôn chúng ta cứ hình dung như một chiếc xe bây giờ một chiếc xe nặng 5 tấn, 6 tấn, 7 tấn mà va chạm với một chiếc xe con nặng khoảng 2 tấn thì chúng ta hình dung là hậu quả của yeah. nó đến như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy rất là nhiều vụ như vụ ở cao tốc Trung, Trung Lương Mỹ Thuận sáng ngày hôm qua ấy, thì chúng ta nhìn thấy là một nửa chiếc xe 7 chỗ đã bị đâm từ phía sau và vâng. bẹp dúm rồi. Vâng và có thể thấy là uh, trong thời gian gần đây những ngày gần đây thì chúng đúng. ta liên tục cập nhật những vụ đúng tai hả. nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc uh, với diễn đàn ô tô fan thì các anh cũng cập nhật liên tục đúng không ạ gần đúng đây hả? thì có những vụ tai nạn nào nghiêm trọng ạ ờ, gần đây thì chúng tôi có là một cái sự kiện lễ hội xe cộng đồng ô tô có làm sự kiện lễ hội xe với ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long yeah. và chúng tôi thường xuyên đi về trên quãng đường từ Hà Nội xuống thành phố Hạ Long. Vâng. Đó và trong cái giai đoạn đấy thì chúng tôi thấy từ ngày mùng 3 tháng 7 cho đến chiều ngày hôm qua khi chúng tôi kết thúc cái lễ hội xe Funwin Festival ở Hạ Long đấy, chúng tôi quay về thì cũng lại gặp một vụ đó ở toàn là trên quãng đường ở đâu đó quanh huyện Gia Lộc thành phố Hải Dương, ba vụ liên tục ở trên đó trong từ ngày mùng 3 tháng 7 đến giờ Đúng mà ba vụ rất là nghiêm trọng. Yeah. Đồng thời sáng ngày hôm qua đọc tin thì chúng ta thấy có một vụ là xe khách chạy trong đêm, 1 2 giờ sáng đâu đó và đâm vào đuôi một chiếc xe tải 7 chỗ. Theo thông tin ban đầu thì là có 3 người tử vong. Bốn vâng. vụ tai nạn cao tốc đều xảy ra gần như là vụ nào xảy ra hậu quả rất là nghiêm trọng có thương vong mà xảy ra liên tục trong vòng Đâu đó khoảng 10 ngày. Vâng và khi mà tìm hiểu ra các cái nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đó thì chúng ta có thể thấy rằng là đôi khi cái nguyên nhân ừ. nó diễn ra từ những cái hành vi từ những cái thói quen mà chúng ta tưởng chừng như rất là bình thường, thế nhưng một khi nó đã xảy ra trên cao tốc thì cái hậu quả như chúng ta đã thấy vô cùng nghiêm trọng. Vậy thì đâu là những cái thói quen xấu mà chúng ta có thể sẽ quan sát được và từ đó chúng ta điều chỉnh khi mà lưu thông trên cao tốc ạ? Ờ thực ra chúng ta có câu vừa kể ra chúng ta có ba vụ việc ở trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Dạ. chúng ta nhìn thấy một vụ là xe bồn đâm vào đuôi xe tải sau đó bốc cháy mà đến bây giờ chúng tôi đi chúng ta đi qua đấy quãng đường đó nó vẫn chưa được khắc phục hết cái lan can hộ lan nó vẫn còn nóng chảy nguyên ở đấy dạ. sau đó chúng ta có một vụ đâm liên hoàn cũng ở trên cao tốc hà nội hải phòng chiều ngày hôm qua trên đường chúng tôi về thì có một vụ một chiếc xe bảy chỗ nổ lốp và đâm vào đuôi một chiếc xe cỡ nhỏ đang đậu ở trên giải phân cách sáng sớm ngày hôm qua chúng ta có một vụ xe khách đâm vào đuôi một chiếc uh, xe 7 chỗ yeah. khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Yeah. Thì chúng ta thấy ở, ở trong cái vụ việc mà đâm liên hoàn ở trên cao tốc cộng với các vụ việc khác thì nó thể hiện gần như đầy đủ tất cả những cái thói xấu xí nhất của những người lái xe khi tham gia giao thông trên đường nói chung và đặc biệt là trên cao tốc. Ở đây chúng ta nhấn mạnh câu chuyện cao tốc yeah. là bởi vì những cái thói quen của chúng ta khi nó đặt sai chỗ thì yeah. nó mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng chúng ta có thể thấy thói quen thứ nhất là thói quen bám làn trái khi tham gia giao thông. rất nhiều người cho rằng là việc tôi chạy với đủ tốc độ tối đa thì tôi bám làn trái là việc đương nhiên chúng tôi không có việc gì phải nhường đường cho người khác. Nhưng chúng tôi thành thật khuyên là với những cao tốc có 3 bốn làn đường thì cái làn trái làn đấy là làn tốc độ cao nhất. Hà Nội, Hải Phòng nó lên tới 120 km h Thì khi mà bạn đã vượt xong thì bạn nên trở về làn khác nó đủ rộng mà đủ và. nhiều chỗ mà để nhường cho người khác nếu họ có nhu cầu họ vượt à, thứ hai là chúng ta thấy trong các vụ giao thông xảy ra ở Việt Nam rất thường xuyên xảy ra đấy là vì chúng ta không giữ khoảng cách à, ngay kể cả tôi nhiều lúc yeah. tôi cũng giật mình khi thấy là mình bám đuôi xe khác quá gần là bởi vì chúng ta luôn có tâm lý sợ xe khác họ chen mất chỗ của mình cho nên chúng ta cứ phải bám thật gần với xe đằng trước để giữ một cái khoảng cách khiến cho xe khác họ không chen vào được và cái khi mà ở tốc độ cao nó xảy ra va chạm thì hậu quả lúc đấy đấy chính là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn liên hoàn. À. À, thứ ba nữa là chúng ta thấy là lái xe thì không tập trung và bây giờ rất là nhiều thường xuyên chúng ta có thể biết được là nhiều lái xe vừa đi trên đường cao tốc vừa sử dụng điện thoại. Ừ. Trong cái vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì không thể có dấu hiệu của phanh dạ. và đang phóng tốc độ cao như thế và giữa ban ngày có hai chiếc xe đang chắn giữa đường trên làn trái mà lái xe gần như không có phản ứng gì thì có thể dự đoán là lái xe lúc đấy không tập trung trong việc lái và xe và không quan sát thấy phía trước không quan sát yeah. thứ tư chúng ta có thể kể đến là uh, là là việc không đặt cảnh báo chúng ta không có một cái phương tiện cảnh báo đơn sơ trên cái vụ cái tai nạn liên hoàn đấy không hề có một chút cảnh báo nào cho xe khác là hai xe chúng tôi đang va chạm đang có sự cố các bạn cẩn thận đi chậm lại hay là cái vụ nổ lốp chiều hôm qua chúng tôi chứng kiến ở trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng yeah. là trong video quan sát thì gần như là không thấy có tín hiệu cảnh báo nào hoặc là cái vụ xe bồn cái vụ xe bồn đấy cũng là một điển hình thì khi anh xe tải anh gặp sự cố anh đỗ ở làn khẩn cấp đúng rồi thế anh đặt cảnh báo bằng cái gì anh đặt cảnh báo bằng một cái cành cây phía sau xe của anh ấy ừ. thế thì xe bồn chạy trong đêm làm sao mà họ nhìn được cái cành cây đấy rất khó mà để cái khoảng cách nó không đủ thì khi nhìn thấy có giật mình phanh lại cũng vẫn xảy ra va chạm như thường năm nữa là một điều rất là đáng buồn, không hiểu sao hai cái xe trong tai nạn liên hoàn đó, một chiếc xe 16 chỗ và một chiếc xe là hình như là xe bán tải. Vâng. Họ có va chạm với nhau. Nhưng họ lại không có một cách giải quyết nó văn minh mà họ lại đứng tại làn tốc độ cao nhất 120 km/h. Đây là họ cái đứng điều rất, cái. Rất hay chúng ta không đường thể đường hiểu đường. được luôn. Dạ. Chúng tôi không lý giải được là tại sao người ta đi lại trên cao tốc mà người ta có một cái thói quen nó có thể tùy diện đến như thế. Dạ. Và cuối cùng chúng nói nặng lời thì không muốn nhưng rõ ràng họ đã phải trả giá bằng tính mạng của họ và đây là lời cảnh báo cho tất cả những người khác và thêm một điều nữa là chúng ta thấy là chứng kiến đúng ở cái vụ chính chính tôi tham gia vào cái vụ là ngày hôm qua chứng kiến chiếc xe bảy chỗ yeah. đâm vào đuôi chiếc xe con đậu ở làn phân cách á thì khi mà đường bị tắc lập tức toàn bộ cái mặt đường uh, cao tốc Hà Nội Hải Phòng trên chiều từ Hải Phòng về Hà Nội đấy, tất cả các xe tràn vào và làn khẩn cấp biến thành làn đi như bình thường. Ừ. Trong trường hợp đó, chúng ta thấy nếu mà có xe cảnh sát giao thông họ muốn tiến lên để họ giải quyết họ không tiến được. Nếu mà có người cần cấp cứu, Đúng xe y tế không thể nào vào được. Và chúng ta thấy một cái nghịch lý nó vô cùng buồn cười nhé, là một chiếc xe dừng đỗ bừa bãi ở làn khẩn cấp vừa gặp tai nạn xong thì bây giờ các xe khác lại tranh nhau đi đi vào cái làn khẩn cấp đấy. Yeah để tìm đường thoát ra cho mình. Có thể nó vô cùng là... buồn cười luôn. À, cái điều đau lòng ở đây nhất đó là khi mà cái tình huống nó diễn ra và nó lại bị lặp lại giống y như cái tình đúng huống à. trước đó. Bởi vì một cái nguyên nhân mà chúng ta hoàn toàn có thể cần được quan sát từ trước và điều chỉnh từ trước. Vậy thì với những uh, thói xấu mà anh đã vừa liệt kê ra là dạ. có xấu, cái điều mà chúng ta cần dạ. có thể quan tâm đúng không anh? Thì có những cái cách gợi ý nào của anh để mà chúng ta điều chỉnh được ngay trong những cái hành vi nhỏ đó của mình? ờ thực ra cái chúng ta nêu đây nó cũng là những cái điều hiển nhiên và mọi người đều biết có lẽ là mọi người không để ý và không quan tâm ờ, đầu tiên khi lái xe là chúng ta phải tuân thủ luật pháp ạ chúng ta cũng có rất nhiều khuyến cáo từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia từ tất cả các hội nhóm liên quan đến cái việc giao thông trên đường đưa ra những cái khuyến cáo làm sao lái xe cho nó an toàn những quy tắc đi làm sao để bảo vệ tính mạng của mình và bảo vệ tính mạng của những người xung quanh tuy nhiên có những điều rất là đơn giản thôi chúng ta nên nên có thói quen chuẩn bị trước khi lên đường ừ. chuẩn bị ở đây là gì chúng ta chuẩn bị về sức khỏe sức khỏe là để chúng ta không mệt mỏi không cảm thấy buồn ngủ díp mắt chợp yeah. mắt đi một chút có những khoảnh khắc là chúng ta cảm giác là có những người lái xe họ kể với tôi là họ bị gần như là lịm đi trong vòng đâu đó một giây nửa một giây rồi, trước khi giật mình nhìn thấy chiếc xe phía trước yeah. đó. À, chúng ta chuẩn bị cái quãng đường chúng ta chuẩn bị quãng đường là để gì là để chúng ta biết được rằng là Đến chỗ nào chúng ta cần rẽ Chúng ta tránh cái trường hợp Rất là nhiều cái vụ tai nạn xảy ra rồi Là khi đi hơi quá Lối rẽ một chút là đạp phanh Khiến cho dẫn lên xe sau va vào Hoặc là à. thậm chí chúng ta lùi trên cao tốc Cái vụ lùi xe trên cao tốc Nổi tiếng ở trên Thái Nguyên chúng ta biết Là chính vì là người ta đi quá lối rẽ Và người ta lùi lại để ra khỏi cao tốc Chính là như thế à, Chúng ta chuẩn bị một kịch Những cái việc dụng rất là đơn giản Là chúng ta có những cái tín hiệu cảnh báo ừ. khi chúng ta gặp xe gặp sự cố chúng ta bật đèn cảnh báo nhưng ở trên thị trường họ bán rất nhiều cái bộ bộ phản quang bộ tam giác phản quang thậm chí bây giờ có những bộ rất là hiện đại có đèn ừ. thì chúng ta nên đặt cái bộ đấy cách xe khoảng ba bốn chục mét bởi vì chúng ta biết được là trên cao tốc chạy với tốc độ 100 trăm km km/h khi một lái xe ô tô đã phanh thì cái quãng đường phanh nó sẽ lên tới khoảng hơn 40 mươi mét ừ. thì đâu đó chúng ta đặt khoảng tầm độ 3 4 năm chục mét ừ. và nếu cẩn thận thì chúng ta đặt cái đó làm hai lần một cái cách xe khoảng 40 mươi mét và đâu đó một cái nữa cách một khoảng cách đấy nữa khoảng 40 mươi mét nữa có nghĩa là chúng ta có hai cảnh báo thì dù lái xe phía sau họ có không tập trung họ đâm vào cái thứ nhất thì chắc chắn là họ được. phải yeah. phải tránh được cái thứ hai yeah. và khi đó là chiếc xe của mình và bản thân chúng ta được an toàn và nữa là chúng ta uh, xin chia sẻ một chút cũng trao đổi một chút là cộng đồng ô tô phân chúng tôi đang cố gắng nỗ lực kêu gọi thành viên và đang tổ chức để xây dựng ra một cái gọi là bộ quy ước lái xe an toàn. Yeah. Ở đây chúng ta không mong mỏi là luật chúng ta có rồi, chúng ta chỉ đưa một cái bộ quy ước để chúng tất cả các thành viên cùng đóng góp, cùng trao đổi, cùng chia sẻ yeah. và có thể tranh cãi nhau. Ông có thể không đồng ý với tôi, yeah. nhưng chúng ta biết rằng cái bộ quy ước này đang được cái điều gì là điều đang được số đông yeah. họ thấy là văn minh, họ thấy là đúng và họ tuân thủ thì dần dần cái đó nó sẽ lan tỏa ra các và, thành viên khác và quan trọng nhất vẫn là ở cái công đoạn chúng ta có thể chuẩn bị trước Đúng khi rồi. mà cái tình huống xấu có thể xảy ra chứ còn đến lúc mà chỉ trong một tích tắc thôi mà chúng ta không xử không lý kịp thì kịp không thể nào nói cái từ giá như được nữa đúng rồi đó. đúng không anh? À, cảm ơn Thành Lê rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm à. nay và à, cung cấp cho chúng tôi những cái góc nhìn mới, những thông tin hữu ích ạ. À. À, thưa quý vị với chúng ta thì ngày hôm nay là thứ hai sáng đầu tuần rồi một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ tham gia giao thông rồi đến cơ quan làm việc và cho với những cái công việc riêng của mình nữa và đặc biệt là đối với những ai mà đêm hôm qua chúng ta theo dõi trận chung kết của Euro 2024 thì có lẽ bây giờ vẫn còn dư âm và cần một một chút tỉnh táo để mà chúng ta trở lại với công việc của mình. Với trận cầu của đêm qua thì nhiều người nói rằng đó là một cái món chốt hoàn hảo cho cái bữa tiệc Euro 2024 với vô địch đã thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với đất nước Tây Ban Nha để xem là trước trận chung kết thì với những người cổ động viên và người dân ở đây họ đã có những hoạt động như thế nào thông qua một lễ hội đấu bò tót. Còn trước đó thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đi giá lao trong giây lát và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.